Cây này là 6,7 kg. Mua đo chiều dài mình lại đo, đo chiều dài cái chú. Năm phân nha. Trên cứng dưới cầu. 6,7, 6,8 giờ 4,8. Ừ, 4,8. Cây này lá sen là ngon rộng lắm á. Túi 5 tấc hả chú? 5 tấc. Tôi nghĩ là 5 tấc rồi. 5 tấc. À, 6 tấc. Mình túi 6 tấc. Để chú lấy cái đó trước đi. Cây này ở trên là 5 phân cước 40 nha, dưới là chân cào. Số 7, số 8 gì đó tầm đó, số 8, số 9 gì tầm đó rồi, hồi tí cân lại cái. Rồi rồi chú. Cái gần 7 kg hay gì đó. À, hết chớp rồi đó. Tại lưới 40 nó cứng lắm. Ừ. 40 nó cứng lắm còn 8 mét. Bảy mét tư, bảy mét tư chắc 8m1, 8m2 á. Rồi cuốn rồi chú, để sợ đạp nó cắn lưới à, để cuốn phụ cho. Nè, cây này coi như gần 8m nha. Nè, trên cước 40. Ở trên cước 40 ở dưới là cào, chân cào nha. Cái đá luôn nữa. Nè chú chân cào chú đi bằng dây cào không nha. Cào đậu này đậu chính luôn hả chú? À đậu chính luôn. Ừ. Nó bự luôn. Rồi. Cái này dài như ta nãy 5,3 hay nhiêu quên rồi ta. 5,1 hay 2 gì đó. Rồi, cái cây này mua đo lại thì đo lại. Rồi. Rồi phải chứ. Cái này 5 phân nha. 5 phân. Cây này nãy coi nhiêu ta? Sáu chấm ví dụ 6,8 đi tiền xíu con tầm chiều chín nha, cái tầm cũng chiều chín á, là mấy chài khủng khiếp, chài quá ngon, chài biết nào hư nữa cả chục năm. Rồi khoan khoan đợi chú, đợi chú. À, này chân cào nha, chân cào này là bao bò siêu bền luôn á, này là màu riêu nè. Rồi xếp chắc tầm triệu chín. Ừ. Cái này là 3,5 kg, 7 kg nha, 7,1 hay 7,2 vậy, chắc tầm 7 kg quá. Rồi chú na già rải hết nổi rồi, trời ơi nó hết pin rồi. Bảy mét. Bảy kia là 7 mét. 3,5 kg. Cái xác ở dưới, cái mà dinh đồ. Cái kia lỗ lớn hơn. Lỗ lớn hơn thì ra nhiều hơn. Đi đằng kia nó nặng thì 90 nhau. Ừ. Rồi. Tối mới tối 5,5 kg. 5,5 kg. Chì này thì không cắn cắn lưới rồi. Nó chì rất khích mà xui lắm em mới cắn lâu lâu cắn gần mắt. Mà xui lắm á. Ừ. Đo chiều dài nữa chứ. Nè. Rộng 7 mét á. Dài 3,9 m, rồi chà dài luôn túi là chắc cỡ gần 4 mét, luôn túi nha, luôn túi là 4 mét.
mét trừ cái kia rải được 7 mét là ok rồi. Này 3,5 phân nha, luôn tới chân túi là 3-4 mét á. Cây đó thì tầm 2,1 triệu nè, ship chắc mấy chục nữa, 4-5 chục, 2,1 triệu 50 chục á. Chân cào trên cước 5 phân, 5 phân thì giá rẻ hơn hơn chút nha. Rồi rồi chú. Này 5 ký phải không? À. Mới có nói không à, trên trên trước 30 không? À, mới có nói không? À, có nói đó rồi. Có nói không? À, có nói là bước xanh 30. À, cây này 45,8 nha. Ra hết chớp rồi ạ. Cây này ngon. Đó, đó chiều dài đấy các chú. À, 38 nha, 38-39. Rồi chú, rồi đấy cây đó, cây nó mấy ký vậy? À, cây nào cây cào á. Cây cào đó. Ừ. Cây cào đó có 4 cái đấy hả? Ừ. À, 8 phân. Thử luôn không? Thử cái đó luôn không? Cái đó hình như hơn 4 cái nha. 41-42 thế nào? Rồi cây này 5 ký, 5 ký thì 270 ký nha, là 1,3 triệu, 1,3 triệu. Cây cào 8 thân, đây nguyên cây cào luôn này, chạy cái chim trắng rồi qua cái chân thỏ. Rồi cây này 8 phân nha. À, 8 phân. Thì hôm đó chạy cá cái ký luôn mà. Cá lấy con này, cá lấy thôi. Ừ. Cá này từ 3 ngón đó lên dính hết rồi. Thế là 4 ngón quá, tại 8 phân mà. À. Này 8 phân nha. Để hồi chấm tạm chú nói tầm 4 kg con út gì đó. À, 4 kg chứ vậy. Để hồi trong cân. Cái này do lỗ thương nó rộng nha, nó rộng 5 mét mấy. 5 mét 4 á. 5 mét mấy, 5 mét 3 5 mét 4 á. Rồi rồi chú. Rồi buông ra chú. Còn cái này do 8 phân nha. Lỗ 8 phân, ừ, 8 phân thì nó bung lưới nó đẹp lắm, bung lưới nó chài đẹp lắm. Chạy này xuống nước lẹ đó, tắp to luôn đó. 8 phân là bắt cá cỡ 4 ngón tay là bắt rồi, 3 ngón mấy ngón tay là bắt rồi. 4 ngón bắt được. Nè, này siêu bền nè, của Thái. Rồi dài nó có đo chiều dài nó có chú. Dài đó 4 mét. 4 mét. Rồi rồi chú, để con vô đóng con canh cái cây này coi chú. Chú ấy lấy là con vô con canh. Này là lưới là siêu bền, này bắt cá dồ, cá chim chém, cá lóc. Cá lóc phải 2-3 ký bắt mới được, tại vì cái đầu nó trong quay à. Cá bông thì chắc ăn rồi. Cá bông ở vùng miền Trung thì chạy cá mà mèo qua, cá chấp thỏ. Ở miền mình đây thì cá mè chinh, cá tóc. Còn vùng miền Trung thì chạy cá chấp thỏ nhiều. Cá chấp thỏ, cá mèo qua nhiều. Cái đào dây nè, về cảm ơn rồi. Cây này coi là 3 ký, 3,8 ký, 3,8 ký. Cây này 3,8 ký à.
ba ký sáu các bạn, cây này 3.6 nha, 3.6 chú đón đại 3.6 cây này 3.6 bị ngang là rồi lỗ tâm phân nha, 8 phân.